Bạn là Plato, chu đáo từng bathtub, shower và mấy người mà dọn phòng họ cũng rất là chu đáo, họ để rất là ngăn nắp. Khi mình vào phòng và các bạn biết không, ở đây họ design kiểu giống như cái thời vua và hoàng đó nên đẹp lắm. Các bạn thấy chưa? Wow, phòng rất là đẹp. Mình nhìn ra mình thấy từ từ mình cho coi nha. Cho coi cái view ngoài này đẹp lắm. Có thể đối diện chỗ Win này nè. Chúng ở đây lắm, bằng tối đèn đẹp lắm. Ở đây là Las Vegas Resort, tên là Palazzo Las Vegas. Chúc các bạn một ngày bình an và vui vẻ.